Ngày 29 tháng 9, tàu 263 và đoàn công tác vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam đã rời cảng Sihanoukville, tỉnh Prek Sihanouk, Campuchia, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm giao lưu với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Trong 4 ngày làm việc, đoàn công tác vùng 5 Hải quân Nhân dân Việt Nam đã đến thăm giao lưu với Sở Chỉ huy Tiền phương, Bộ Tư lệnh Bảo vệ đảo, bờ biển và căn cứ Biển Rim, Hải quân Hoàng gia Campuchia. Tại những nơi đến, đoàn đã hội đàm, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm công tác và phối hợp với các đơn vị hải quân nước bạn, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Chuyến thăm của đoàn được hai bên đánh giá có ý nghĩa nhiều mặt, làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, hiểu biết, tin cậy, giúp đỡ lẫn nhau giữa quân đội và hải quân hai nước, qua đó góp phần duy trì hòa bình, ổn định trên vùng biển giáp tranh và vùng nước lịch sử Việt Nam-Campuchia. Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn công tác vùng 5 Hải quân đã đến chào xã giao Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Prek Sihanouk, tổ chức dân hoa, dân hương tại tượng đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia để tri ân tưởng nhớ các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trong cuộc đấu tranh đánh đổ chế độ Pol Pot, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng.